lỡ như có mình thấy á, mình cầm cầm cái cây mình phòng vệ được. Với cái dấu chân cỡ đó mà em cầm cái cây này thì xin nhê gì thần? Lỡ như nó xông tới mình rồi sao anh? Thì em chịu đạn đi chứ sao? Thôi. Wow. Giống như hai cái con mắt mình vậy đó. Ông sắc, trời ơi. Dạ Tình xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Mến chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Mến thưa quý cô chú anh chị, hiện tại Tình đang có mặt ở huyện Cần Giờ. Ngày hôm nay Tình rất may mắn khi gặp lại được em Thuận. Em có chia sẻ một câu chuyện tâm linh. Khoảng 10 giờ đêm á. 10 giờ đêm sau đó lên rừng là 11 giờ. Mình chuẩn bị dài này kia ăn uống nữa, 11 giờ. Sau đó mình lên mình đi soi. Soi ở khúc mé bên trong nước chổng cả. Soi tới cái đây, cái mình thấy gì vàng khè. Mình dội vô mình thấy nguyên ngôi nhà. Sau đó cái em vừa dội qua cái em thấy phớt một đống đen. Chà bá luôn. Đốt với tiền nhà bạc xong im rồi đó anh. Im ắng không nghe tiếng nữa đúng không? Đúng rồi, là người ta chịu rồi đó. Mốt con có vô đây đi bắt cua hay xoay nha, vậy mong mấy bà phù hộ cho con nha. Này con có mua với tiền với bánh trái. Không có bánh chứ, trái cây. Này lâu lâu mình vô á, mình đốt như thế này người ta mừng lắm nè. Tại vì đâu có ai mà được đốt với tiền vàng bạc ở đây đâu.
ở đây buổi tối rất là im ắng luôn á, không có nghe tiếng xe chạy luôn á. Mình chỉ nghe được những cái tiếng động cơ của ghe máy chạy ngoài sông thôi. Bây giờ em có tự tin hơn không Thuận? Tự tin rồi. Mình cúng vái người ta xong là mình thoải mái anh. Hồi lúc đầu mình chưa vô á là mình có nghe. Nhưng mà giờ mình vô rồi mình đốt nhang với tiền vàng bạc là người ta mừng, làm ta thoải mái cho mình nè. Tại vì ai cũng vậy hết á. Cho dù còn sống hay gì đó, mình kiểu như mình đi vô nhà người ta đi, cái mình xin người ta, thà mình xin người ta tiếng cũng người ta cho mình nè. Nhưng giờ anh đang đói bụng đi, đói quá chịu hết nổi, giờ mình vô cái căn nhà đó mà không thấy ai hết á, nhưng mà mình phải chờ đợi người ta về, cái mình xin người ta. Chứ mà mình vô mình thấy đồ mình ăn trước thì người ta về người ta thấy mình ta cọc cằn lắm. Hồi bữa em khát nước lắm nha, em đi làm em khát nước, em thấy cái nhà nhưng mà không có ai ở nhà hết á. Em đi xung quanh con không thấy ai luôn mà nước trước mặt thì em lấy em uống cũng được nữa. Nhưng mà mình phải chờ đợi người ta về mình mới xin. Về hỏi làm gì ạ? Nói dạ nãy em khát nước quá nên vô đây xin miếng nước mà không thấy ai ở nhà nên chờ chút xíu. Giờ vô lái người ta đi sổ nhà. Người ta ngó mình làm cái gì trong đây nè. Giờ quá trời kỹ lắm, giờ ngó mình à, sắp xong rồi, sắp tàn hết rồi. Có tắc kè nữa. Lỡ như mình đang ngồi vậy mà quất cái ầm cái sao trời. Cái ầm cái là em xịt lép luôn chứ sao? Không phải là do sập. Lỡ như ai mà trộn cái ầm á, lúc đó quýu lên nhảy xuống vỏ luôn á. Mỗi lần mà đi ghi hình á, có Thuận xuất hiện trên kênh YouTube của Tình Vlog á, thì quý bà con cô bác anh chị xem rất là mắc cười. Bởi vì cái mà Thuận chia sẻ đến mọi người á, nó rất là chân chất. Đúng tố chất của một con người miền quê. Rất là gần gũi. Nghĩ sao nói vậy à. Không có phải châu chuốt trong những cái lời nói của mình. Rồi, hết rồi. Ok chưa? Ok. Bây giờ bắt đầu đi khám phá hen. Càng đem xô cái vỏ lãi ra. Không có. Khoan, đem kiếm đồ em ấy trước, lỡ như có ông sắt nó bu tường nữa. Bữa nó đánh em bập hết con mắt rồi. Ghê quá vậy? Bữa em đi bắt cua sưng con mắt đây nè. Sưng từ lâu 2-3 ngày lắm. Rồi mấy cái thiết này nó nguy hiểm quá anh ơi. Đúng rồi, mấy cái to này mục hết rồi. Ôi, hình như có người vẽ vậy. Đúng rồi, có người lấy phấn vẽ nè. Có sao kỳ vậy ta?
Ở đây thì không có ai đi vô, nhưng mà lại có phấn nha. Cái hình tròn, có hai con mắt với cái miệng. Ồ, cái dấu chân gì đâu em? Giống dấu chân người dữ vậy? Không, cái này không phải dấu chân người mà là cái dấu... Dấu con gì hả Thuận? Đúng em rồi. Thấy không? Dấu trường cái con dài gì mà nó đi lên gạch cái nó trơn nè. Đúng rồi. Nè, anh thấy không? Đúng rồi. Cái này không phải là con rắn hay là... Không phải con rắn đâu, hai bên mà. Hay là con tròn, con dái gì ta? Hai hàng đừng có Thuận. Đúng rồi. Kiểu như đi vậy nè, đi kiểu như đi nghỉ trơn vậy nè. Đó. Nè. Đúng mình rồi. Thì chân mình khác nè. Đúng rồi. Chân mình thì nó bự hơn. Ở đây mình thấy có rất là nhiều mền nè, chiếu nè, gối nè. Thuận ơi Thuận, nãy giờ em đi em có nhìn thấy gì không Thuận? Không. Có một cái chiếc dép nè Thuận. Nè. Thấy. Nhưng mà dép này thì nhiều khi sóng tàu đánh lên không chừng nữa. Hay là cái con gì nó tha vô. Ở đây không ai ở lấy con gì tha vô. Dép con nít. Em có thể chỉ rõ cho quý vị khán giả nhìn thấy cái dấu chân con gì nó đi hai hàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn hai cái dấu chân nãy em quẹt nè, nó khác nè. Đúng rồi. Là dấu chân quẹt. Đây là cái đúng nè. Đúng rồi. Nè, cái dấu con gì nè. Đúng rồi. Ủa vậy con này con gì ta? Đâu em đi theo cái dấu rồi. Mà to lắm nha. Ủa mà sao đi tới cửa sổ này mất tiêu anh? Nè. Có khi nào đi tới cơ sở này bay qua bãi không? Có khi nào ở trên nóc tôn nhảy xuống không? Thật là khó lý giải nha. Chỉ có một cái hàng đi ra thôi. Nè, cái dấu chân không lẽ leo lên đây. Leo lên đây, cái leo chui lên cái lỗ đó đi xuống hả ta? Ok, bây giờ mình tiếp tục đi cái nơi mà hôm trước em nhìn thấy cái bóng đen đi Thuận. Ở dưới sau này nè. Mình phải đi vòng bên này qua chứ. Đúng rồi, không biết có đi được hay không. Ui, sắc nhiều lắm á. Cẩn thận nghe Thuận. Bên này có dấu chân nữa. Đâu? Nè. Ôi, dấu chân cào xé luôn nè. Ở trong đây nữa nè. Đúng rồi. Dấu chân cái con không lẽ heo rừng. Ai ơi rồi. Chắc là con heo rừng vậy anh ơi. Nè. Dấu muốt của nó nè. Dấu nó bạo, cào nè, cào luôn nè. Mà con này to lắm nha Thượng. Đúng rồi, cái con này bự lắm. Cái bề ngang bự cho bá luôn đó. À, em biết rồi. Cào nhiều lắm nha Thượng. Hay là con kỳ đà? Anh thì không nghĩ là kỳ đà to như vậy đâu, anh nghĩ là con cá sấu á. Sáng nó sông nữa. Đúng rồi. Cái dấu chân rất là to nha. Đúng rồi. Trời ơi, cái bàn. Đó, bàn cả đó mà con kỳ đà nào mà to dữ vậy. Anh nghĩ là có thể là cá sấu á. Không biết luôn. Đây nữa nè. Rất là to. Đây nè, cái dấu nè. Rất là khủng nè quý cô chú anh chị. Anh, bây giờ có nào mình đi qua mé bên kế bên thấy không? Hả? Có cá sấu nó làm thịt hai anh em mình luôn á. Bên đây thì không có. Ui, không lẽ có nào vô cái lỗ này không ta? Thuận có nhớ hồi nãy hai anh em mình đứng ở dưới nhìn lên không Thuận? Mình thấy cái cục đen thui á. Bây giờ mình đã nhìn thấy rõ hơn rồi nè. Ai ơi,
Nhìn y chang luôn nè, anh vô đây anh xem quay nè. Nguyên một cái ủ mối rất là to nha. Giống như hai cái con mắt mình vậy đó. Hai con mắt luôn. Đâu. Nè. Mà cái hình y chang như cái đầu của mình luôn á. Anh coi kìa. Đó có hai con mắt á. Mà ngó xuống đây. Nhìn giống không? Y hệt luôn. Người hành tinh. Lúc nãy mình đứng ở ngoài mình nhìn vào á, mình thấy nguyên một cục đen thui. Mà... nhưng mà mình không biết là gì. Bây giờ mình đến đây thì mình mới biết là một cái ủ mối. Dạ, tiếp tiếp tiếp. Vô đây. Ôi ơi, nghĩ sao có một đống rác ta. Sập rồi. Đi vào trong rất nguy hiểm. Nè, thấy chưa Thuận? Ờ, đúng rồi. Dấu chân nó nữa nè Thuận. Ôi ôi, dấu chân. Thấy chưa? Không lẽ con cá sấu lên đây hả ta? Bự lắm Thuận ơi. Tại vì sáng mới xong nữa mà. To lắm. Ôi ôi, cái móng vuốt nè. Ôi ôi. Cái móng vuốt hết biết luôn anh ơi. Cái móng không mà như vậy là con này to lắm. Ôi ôi. Chạy gạch luôn. Chạy không? Chạy luôn nè. Đúng rồi, chắc em nghĩ không phải con kỳ đà. Mà không biết phải con cá sấu hay là con gì. Hay là con... ừ, mà heo rừng đi đâu có... đi nó có dấu chân ba ống cháu mà. Heo rừng á, thì đi lần là một bầy. Ít có đi một con lắm. Nếu mà heo rừng á, thì vô đây nó quậy mấy cái này. Mấy cái này thì nát hết rồi. Đúng rồi. Em cũng không biết con gì luôn. Qua đây không lẽ mình thấy nữa hả ta? Anh thấy bây giờ em nhiệt tình và năng nổ hơn rồi đó Thuận. Lúc nãy dưới ghe thấy em rụt rè, không biết hiện tại bây giờ sao em năng nổ dưới rồi Thuận. Ở bên đây có dấu nữa nè. Có không? Có, sau nhà nào cái nào cũng có dấu hết ta. Đi ra đi Thuận, giấu nè. Chỗ đó nó sập kìa Thuận ơi. Mình chỉ sợ ở trên sập xuống. Bây giờ mà muốn đi ra cái phía sau cái chỗ bóng đen mà em nhìn thấy á, là phải đi ngược lại cái hướng này. Tại nãy em nhìn thấy có một cái ngã rẽ đi xuống á Thuận. Ồ. Dấu cào luôn nè. Đúng rồi, cái dấu này bự lắm. Ôi, bự đúng rồi. Nè. Có cái nào? Có cái nào xuống đây không anh? Rồi. Em nghĩ là nó trong đây nè. Khoan, để em cầm cái cây em phòng vệ. Không có cây luôn rồi. Lúc nãy anh nhìn thấy cái đường này nè. Anh tưởng đâu là cái đường này nó thông ra phía sau. Nhưng không ngờ ở phía bên trong là những cái ngôi nhà vệ sinh. Lỡ như có mình thấy á, mình cầm cái cây mình phòng vệ được. Với cái dấu chân cỡ đó mà em cầm cái cây này thì xin nhê gì Thuận. Lỡ như nó xông tới mình rồi sao anh? Thì em chịu đạn đi chứ sao. Có gì không? Em cũng chưa nói. Tết hồi. Wow.
Không có à, vậy nó còn cái lúc mà mình nói chuyện là nó chạy da rồi. Thôi đi, em suy diễn. Mình nói chuyện nó chạy ra làm như mình không thấy thì chẳng bằng. Phải đi đường này mới ra được cái phía sau. Không được luôn đây. Bích hết luôn rồi hả? Bích hết luôn rồi. Không có đi được, gai chùm lé. Gai này nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, gai này đâm vô một phát nữa. Nhưng mà lúc em thấy cái bóng đen là ở gần đây không? Đúng rồi, mé mấy tường này luôn nè. Mấy cái gai chùm lé này nó đâm mình đó là nó ăn vào xương mình luôn á quý cô chú anh chị. Nó đi theo bằng cái đường máu á, ăn thẳng trực tiếp vào tim mình luôn. Nên vì vậy người đi rừng họ rất là sợ gai chùm lé. Một khi nó đâm vào da thịt của mình nó không để lại cái dấu vết, cũng như là không để lại cái còi mà còi gai á quý vị. Ăn theo đường máu mình không có nhận diện ra được luôn. Đi đường ngoài này là thuận. Đường ngoài không có đi được. Nó chứ cái gai chùm lé nguy hiểm lắm. Không, cái gai này nó rất là hôi. Ông sắc, trời ơi. Đâu? Kìa, nó đóng trên tường kìa. Nó đóng trên cửa sổ kìa. Xém. Trời ơi. Nó đóng trên cửa sổ kìa. Giờ sao đi? Anh nói em rồi, đi đường ngoài này đi. Trời ơi. Cũng hên. Quá mừng luôn. Xém chút nữa bị sưng con mắt đó ai. Anh lại sợ nữa. Gì? Anh lại sợ có ông sắt nữa. Coi có ông không Thuận nguy hiểm quá. Không anh ơi. Nhưng mà này khó à, mình chui khó. Cái chua qua hả? Em chua rồi. Lỡ rồi mình đi tới luôn. Dạ. Thôi chừng gai nha. Em mà đi lỡ dở là khán giả nói em nhát cái thùng. Hình như có màu với anh. Thấy có mấy cái tấm gì nó ấy lên u đó. Kìa. Đây nè, đó. Đó, hướng nó thẳng vô. Lùm lùm đó. Để tí nữa mình quay ra. Ê. Cái gì ạ? Anh nghe ông nó bay cái hò. Cái gì hết hồn luôn á. Không phải, tưởng là con ong. Đầu lúc em thấy là chỗ nào? Đây. Gần ngay ổ mối luôn á. Chỗ nào đâu, em qua phía bên này đi. Anh em quan sát có ong sắt không? Wow, ở đây cái cây đước này nó to thật chứ. Cụ luôn á Thuận. Mà to bự với cái ta. Đâu, em thấy chỗ nào đâu Thuận. Đây nè. Ngay chỗ đó đó hả? Ừ. Gần sát ủ mối á hả? Đúng rồi. Là lúc em đang đi sôi ở phía dưới này á hả? Dưới đây nè. Em đâu? Em đi dưới này á hả? À, đó, dưới đó em đi lên. Ngay chỗ này là quý của chúng. Đúng rồi. Đó, Thuận đang đi ngay chỗ đó đó. Là đó, em đi lên. Em dội vô. Em mới đợi em dội tới ngay chỗ anh. Ừ. Cái em dội từ từ qua tới ngay chỗ này. Ừ. Em thấy phớt đen giọt mất tiêu. Ừ. Hình như là giọt vô cửa sổ hay gì á. Ghê vậy.
Là lúc đó là em cuốn độ em chùn luôn quá hả? Hả? Là lúc đó em đi một lèo một đi ngược, chạy thẳng ra ngoài luôn. Là ngay chính xác là ngay chỗ này luôn á em. Ngay chỗ này nè, ngay chỗ viên sao này nè. Mà em không dám dội vô trong nhà nữa đó. Tại vì em dội xa, cái em thấy em dội tới đây nè. Tự nhiên tới đây em thấy bóng đèn chà bá luôn. Ừ. Ụt cái mất tiêu. Là chùn luôn á em. Chùn luôn. Phải như nó dội đi, nó chắc em nghĩ là vô cửa sổ á. Hình như đúng rồi, cùng lắm. Thường á, những ngôi mộ á, có những ngôi mộ nhưng mà có cây rậm rạp như thế này nè, rất là có. Tại vì mấy cây nhỏ nhỏ này thường có mộ mới có. Đúng rồi anh ơi, quên cái gò luôn anh ơi. Phải không? Đó, bây giờ anh ơi, quên cái gò luôn nè. Rồi đúng rồi, u kìa anh ơi. Những cây chùm lé đấy u trong đó, nó có xi măng rồi nè. Ừ, đó đúng không? Đúng rồi. Hè gì mẹ em nói cặp mé không nè, có rất là nhiều. Thực sự mà để nói Thuận nhát là cũng không đúng nha quý cô chú anh chị. Một mình ban đêm mà Thuận dám đi vào đây sau nhà? Đâu có. Em cũng vô tại đi sau nhà kiếm sống nên thấy những chỗ này không ai dám vô á. Em vô thử coi có sau nhà không. Ai nhà vô thấy sợ quá, giúp không dám sâu luôn. Vừa vô tới đó à, là em đã thấy một cái bóng rồi. Phải như đi hai người á thì em còn sâu được, mà hai người á thì không ai đi. Anh ba thì anh đi làm cái khác, chỉ có mình em đi sau nhà. Nhiều khi hả, em đi lúc 1-2 giờ đêm á, em đi sau nhà nổi á, em điên mình hoài gì. Ở đây gần nhà còn đỡ nha, còn mấy chỗ kia còn cách xa hơn cả chục cây số nữa. Thật sự để nói Thuận nhát là không có đúng nha quý cô chú anh chị. Vì cuộc sống mưu sinh nên vì vậy Thuận mới liều mình để đi vào đây nha. Nhưng mà trong những cái chuyến đi của Thuận á thì có những chuyến đi á may mắn thì có được nhiều thành quả. Gặp bóng đen thì Thuận về sớm. Hôm đó thì không có thu nhập đúng không Thuận? Đúng rồi anh. Chứ mình đi lội một đêm luôn. Mà đi mà không có tiền, ngày không có được nhiều quá cũng buồn. Mà bữa nào đi mà có rất là vui. Hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì mình đã bước sang năm mới rồi. Hôm nay thì anh có một cái món quà rất là đặc biệt dành cho Thuận trong cái chuyến đi lần này. Món quà gì anh? Em đón thử xem cái món quà gì. Không biết. Hay là anh cho em tiền? Anh lấy đâu ra tiền cho em? Hên xui. Em đoán đúng một phần rồi, nhưng mà không phải là anh cho em, nhưng mà có một cái nhân vật rất là đặc biệt dành cho em. Ok, bây giờ mình hoàn tất cái thủ tục ở đây chưa Thuận? Chừng nào nhang tàn xong mình mới đi anh. Ok, vậy bây giờ anh em mình xuống ghe đi. Anh sẽ có một cái món quà bất ngờ dành cho trời em. Trời ơi, đã vậy ta. Ôi Thuận, em có thấy cái bó nhang này không Thuận? Thấy anh, sao kỳ vậy anh? Công dụng luôn ha Thuận ha. Dạ. Thông thường ông bà ta ngày xưa đốt nhang mà nó có người chứng là nhang công như thế mà, này nè, cái tàn nhang mà đó. Có một cái ngộ anh, hai cây thì nó vẫn còn y chang, còn mà ở dưới thì nguyên một chậm luôn. Có thể là do cháy trước và cháy sau. Không, em đốt một lượt mà. Tại vì sao bên đó cháy lâu hơn bên đây? Tại vì em đốt chung một bó mà. Nhiều khi ở đây cái hướng gió vào, có gió thì lửa nó sẽ cháy nhanh hơn, nên vì vậy nó mau tàn hơn. Nếu mà có gió sao hai cây này nó... Nghĩa là lúc em đốt á, em đâu có để những cái đầu nhang bằng nhau đâu. Nó so le á, nên vì vậy cây cháy trước cây cháy sau. Chắc em nghĩ vậy đó. Sao Thuận? Ở đây nè, cũng giống như chỗ nãy, hai cây vẫn còn, mà một chùm thì hết. Đó. Ở chổng thì cũng hai cây vẫn còn y chang như này nè. Một chùm thì cũng hết như này. Em cũng không hiểu luôn. Đây đúng là một cái hiện tượng lạ nha. Chút xíu nữa mình chờ hai chỗ kia có giống như thế này không ha. Ok, bây giờ mình lên ghe, mình
tâm sự chút xíu về cái món quà ngày Tết của em Thuận. Đây, gạt cái nắp nó xuống. Anh đã từng chia sẻ với em, hôm nay anh có một cái món quà đặc biệt dành cho em. Yeah. Và em nghĩ nó là tiền, nhưng mà thật sự nó là tiền, nhưng mà không phải của anh, mà của một gia đình ở bên tiểu bang Cali, là ở bên Mỹ á. Sao biết em anh? Em đã từng xuất hiện trên kênh YouTube của anh. Yeah. Và chú đã từng xem kênh YouTube của anh. Chú có nói với anh rằng là chú nhìn thấy bản thân em là trong chính chú ở 50 năm về trước, một cô bắt ốc y chang em và cùng địa phận với em luôn, đó là ở Cần Giuộc, Long An. Thì chú có chia sẻ với anh là chú có một cái món quà dành cho em, cũng như là muốn nhận em làm con nuôi. Nhưng mà trước tiên em nghĩ cái số tiền hôm nay chú dành tặng cho em là bao nhiêu? Em nghĩ là chắc cũng 1-2 triệu. Ít quá vậy? Nhiều hơn chút nữa đi. 3 triệu. Ít quá vậy? Nhiều hơn chút nữa đi. 5 triệu. Ít quá. 7 triệu. Sao đoán hay vậy? Thì chú Minh Lâm và cô Mỹ Lệ ở tiểu bang Cali có gửi cho em là 300 đô với mong muốn là có thể hỗ trợ em một chút ít tiền để em trang trải ngày Tết. Đây là tấm lòng của chú Minh Lâm và cô Mỹ Lệ ở bên Mỹ. Bây giờ anh gửi lại cho em, em kiểm tra tiền lại giúp anh. Ủa, này tiền đô hả anh? Tiền đô. Sao giống như tiền nãy mình đốt với anh? Tiền thiệt đó. Không, nếu mà em để một tờ lại y chang luôn á. Đâu có cái dấu này đâu. Hả? Ủa, tiền đô hả ta? Em cũng không biết nữa. Hồi trước giờ có ai gửi tiền đô chưa? Dạ chưa. Có cho em được tiền Việt không à? Đây là tiền đô thiệt. Thì chú Minh Lâm và cô Mỹ Lệ có gửi cho em 300 đô. Thì bây giờ anh trao cái số tiền này lại cho em. Em có đôi lời gì muốn gửi đến chú Minh Lâm và cô Mỹ Lệ hay không? Con cảm ơn chú Minh Lâm, cô Mỹ Lệ rất là nhiều đã tặng cho con số tiền là 300 đô. Số tiền này đối với con rất là lớn. 300 đô này đối với con làm cả tháng trời mới được. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con năm mới chúc cô chú và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Con cảm ơn cô chú. Cô với chú có ngỏ ý muốn nhận em làm con nuôi á, ý em sao? Cô chú có nhận con làm con nuôi á, con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con mong rằng một ngày nào đó cô chú về Việt Nam chơi á, xuống ghé nhà con để chung vui cùng gia đình con. Còn nhận con nuôi thì con tới đó thì con gặp được cô chú á, thì con mới ngỏ lời nói với cô chú được. Rất cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của em Thuận. Thật sự Tình cũng rất là bất ngờ bởi vì Thuận chỉ mới xuất hiện trên kênh YouTube của Tình 2 lần. Tuy nhiên chú Minh Lâm đã vô tình xem được clip của Tình và có ngỏ ý là muốn giúp em Thuận. Bởi vì chú Minh Lâm nhìn em Thuận giống chú Lâm cách đây 50 năm về trước. Thì hôm nay Tình đến Cần Giờ được em Thuận dẫn đi khám phá một cái nơi rất là đặc biệt. Và tiện thể Tình trao cái số tiền 300 đô cho em Thuận. Và một lần nữa xin chúc chú Minh Lâm và cô Mỹ Lệ thật là nhiều sức khỏe. Xin chúc Thuận thật là nhiều sức khỏe. Xin chúc toàn thể quý cô bác anh chị khán giả đang xem trên kênh YouTube của Tình Vlog có một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Mong rằng trong thời gian sắp tới thì Thuận có những cái chuyến săn bắt thật là thành công để gửi đến quý bà con cô bác anh chị ha. Yeah. Và mong rằng một ngày nào đó Thuận có những cái nơi đặc biệt như thế này để Tình đến đây và gửi đến quý bà con cô bác anh chị ha. Yeah. Còn bây giờ thì anh em mình chờ nhang tàn xong rồi anh em mình về ha. Rồi, ok.